Người bệnh tiểu đường cần bao nhiêu tinh bột hàng ngày và liệu rằng ăn tinh bột thường xuyên có bị bệnh tiểu đường hay không? Vâng, thưa các bác, tinh bột là thành phần rất quan trọng không thể thiếu trong chế độ ăn uống hàng ngày của mỗi con người. Vậy thì người mắc bệnh tiểu đường ăn tinh bột nên chú ý những gì và nên ăn bao nhiêu là phù hợp nhất? Thì mời các bác hãy cùng theo dõi video ngày hôm nay. Ăn nhiều tinh bột thì có bị bệnh tiểu đường hay không? Bệnh tiểu đường ngày nay đã trở thành một căn bệnh mãn tính và là mối nguy hiểm rất lớn đối với trẻ em và người lớn trên toàn thế giới. Khi bệnh tiểu đường không được kiểm soát, có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng khác nhau về sức khỏe con người. Nguyên nhân chính của căn bệnh tiểu đường đã được tìm ra là do về chế độ ăn uống và lối sống ít vận động của con người chúng ta. Khi mọi người ăn nhiều loại thực phẩm có thể khiến cho lượng đường trong máu tăng cao. Chủ yếu trong số những thực phẩm đó là carbon hydrate dẫn đến suy giảm chức năng bài tiết insulin ở tuyến tụy, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Có 3 loại carbon hydrate chính là tinh bột, đường và chất xơ. Tinh bột là nguồn năng lượng rất quan trọng và là loại carbon hydrate được tiêu thụ phổ biến nhất. Tinh bột được tạo thành từ sự kết hợp của nhiều phân tử đường và chúng được gọi là carbon hydrate phức tạp. Vậy có phải ăn nhiều tinh bột là bị tiểu đường hay không? Có nhiều thực phẩm tinh bột tinh chế và có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường như là bánh mì trắng, gạo trắng và bất cứ thứ gì làm bằng bột mì trắng. Tinh bột tinh chế gây ảnh hưởng tới việc kiểm soát lượng đường trong máu. Khi ăn các loại thực phẩm này, tinh bột nhanh chóng chuyển hóa thành đường và hấp thụ vào máu khiến cho tuyến tụy phải làm việc năng suất hơn. Khi tình trạng này diễn ra thường xuyên, sản xuất insulin ở tuyến tụy và việc hấp thụ đường sẽ giảm, làm tăng lượng đường trong máu và dẫn đến bệnh tiểu đường. Vấn đề thứ hai là người tiểu đường có nên ăn nhiều tinh bột, có phải tiểu đường kiêng tinh bột là tốt không? Chuyên gia lý giải về việc bệnh tiểu đường có được ăn tinh bột hay không, có nên ăn nhiều hay không dưới đây. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, họ cho rằng bệnh nhân mắc tiểu đường nên hạn chế về các loại thực phẩm giàu tinh bột. Nhưng người tiểu đường cũng không nhất thiết cần kiêng tinh bột. Người mắc bệnh tiểu đường được khuyến khích ăn các loại tinh bột giàu chất xơ vì chúng mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng nhưng cũng không nên ăn quá nhiều. Nguyên nhân là khi cơ thể hấp thụ tinh bột sẽ làm tăng đường huyết lên phạm vi không an toàn và khiến cho bệnh nhân tăng cân. Mọi người đều cần lượng carbon hydrate trong chế độ ăn uống của mình, ngay cả những người đang mắc căn bệnh tiểu đường. Các loại thực phẩm giàu tinh bột như là bánh mì, mì ống, gạo và ngũ cốc cung cấp carbon hydrate và là nguồn năng lượng của cơ thể. Các loại thực phẩm như trái cây, sữa, sữa chua và món tráng miệng cũng chứa carbon hydrate. Tình trạng tăng cân xảy ra khi người bệnh nạp nhiều calo hơn mức tiêu thụ. Vì vậy, nếu người tiểu đường ăn tinh bột quá nhiều sẽ dẫn đến việc tăng cân. Điều quan trọng là người bệnh nên biết tinh bột cho người tiểu đường nào là tốt. Người bệnh tiểu đường cần bao nhiêu tinh bột để giúp giữ mức đường huyết trong phạm vi luôn an toàn và giữ bệnh nhân sẽ cân đối trọng lượng của cơ thể của mình. Vấn đề thứ 3, cân bằng lượng tinh bột trong bữa ăn của người bệnh tiểu đường. Và trong phần tiếp theo của chương trình, mời các bác hãy cùng đến với câu chuyện của bác Nguyễn Xuân Mai, là một quân nhân về hưu ở tuổi 65. Bác bị bệnh tiểu đường đã 10 năm nay, đã từng rất mệt mỏi với căn bệnh mãn tính này. Nhưng những năm gần đây, bác đã hoàn toàn yên tâm về sức khỏe của mình cũng như về căn bệnh tiểu đường. Để hiểu rõ hơn về câu chuyện này của bác thì mời các bác hãy cùng theo dõi hết video ngày hôm nay. Chiến đấu với bệnh tiểu đường của người quân nhân già. Tìm về thị trấn Trúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội, đến nhà của bác Nguyễn Xuân Mai, quân nhân về hưu đã 65 tuổi. Bác đã kể cho chương trình nghe rất nhiều câu chuyện thời đã còn tham gia vào quân ngũ với những cuộc chiến khốc liệt nhưng cũng rất là oanh liệt. Vậy nhưng với bác, có lẽ cuộc chiến khốc liệt nhất lại chính là cuộc chiến ở thời bình với căn bệnh tiểu đường. Bác Mai chia sẻ rằng, hơn 20 năm trong quân ngũ, kể cả lúc đối mặt với mưa bom, bão đạn cũng không làm cho bác phải run sợ. Bởi vì khi chiến đấu, bác luôn xác định một mất một còn. Nhưng chiến đấu với căn bệnh tiểu đường thì lại hoàn toàn khác. Nó là kẻ giết người thầm lặng nên đối phó với nó cũng khó khăn hơn rất nhiều. Cách đây khoảng 10 năm, bác Mai bị chuẩn đoán nhịp tim nhanh, cao huyết áp kèm theo bệnh gút. Từ đó, bác đã chú ý hơn đến chế độ ăn uống
và thường xuyên luyện tập thể dục thể thao. Cũng chính vì sinh hoạt điều độ nên bác Mai cảm thấy rất sốc khi một lần đi khám sức khỏe để tham gia bảo hiểm nhân thọ, bác bị chẩn đoán mình mắc căn bệnh tiểu đường. Đường huyết của bác lúc đó lên tới 10 mmol trên lít. Bác vô cùng hụt hẫng, chán nản và không hiểu tại sao mình đã mắc căn bệnh này. Mặc dù đã kiêng khem rất là khắt khe, chẳng ăn nhiều đồ ngọt mà chế độ luyện tập và sinh hoạt thì rất điều độ. Nghĩ lại thì bác mới thấy rằng hóa ra các biểu hiện mệt mỏi, bải hoải gần đây của bác là do bệnh tiểu đường gây nên, chứ không phải người bác già đi mà bị như vậy. Và rồi bác lên mạng tìm hiểu thông tin về bệnh tiểu đường và càng thấy hoang mang hơn khi biết được các biến chứng nguy hiểm mà tiểu đường có thể gây ra. Rất nhiều bệnh nhân đã bị cắt cụt chi hay mù lòa do căn bệnh tiểu đường rồi. Tuy nhiên, với bản lĩnh của một người con bộ đội Cụ Hồ, bác lấy lại tinh thần rất nhanh và bác quyết tâm phải tìm ra giải pháp để chiến đấu với căn bệnh đáng sợ này. Giai đoạn đầu, phương pháp kiểm soát bằng thuốc Tây làm cho đường huyết của bác đã hạ rất nhanh, khiến bác rất lạc quan. Tuy nhiên, việc dùng quá nhiều loại thuốc tim mạch, huyết áp, này lại thêm hai loại thuốc tiểu đường nữa khiến cho bác cảm thấy rất mệt mỏi. Đi khám lại thì bác phát hiện ra men gan cao, do đó bác quyết định tìm đến những phương pháp tự nhiên hơn. Bác đã thử khá nhiều loại thuốc thảo dược, ai mách gì bác cũng dùng thử, bác gái cũng chịu khó đun sắc thuốc cho bác uống mỗi ngày. Thế nhưng bệnh tình của bác cũng không chuyển biến là bao nhiêu. Thế rồi, trong một lần đọc báo, bác khá tò mò về sản phẩm về một loại thảo dược quý mà chưa sản phẩm nào ở Việt Nam có được như vậy. Mặc dù vẫn còn hoài nghi, nhưng bác vẫn lên mạng tìm hiểu những thông tin về sản phẩm này. Sau khi tìm hiểu về sản phẩm thì bác hoàn toàn yên tâm vì đây là sản phẩm có giấy phép thực phẩm chức năng của Bộ Y tế. Sản phẩm có công dụng hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, đó là sản phẩm Tâm Hồng Phúc. Ngoài ra, Khang Đường Tâm Hồng Phúc còn giúp ngăn ngừa những biến chứng của đái tháo đường, bảo vệ sức khỏe cho người bệnh tốt nhất có thể. Với lại, Khang Đường Tâm Hồng Phúc được bào chế từ 6 loại thảo dược quý trong đông y. Đặc biệt, sản phẩm là sự kết hợp hoàn hảo của dây thìa canh, rào cổ lam, sinh địa và cam thảo. Với sự kết hợp chặt chẽ như này đã giúp cho Khang Đường trở thành sản phẩm có khả năng giúp hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường hiệu quả hơn. Và sau một tháng dùng Tâm Hồng Phúc, bác thấy sức khỏe đã được cải thiện lên đáng kể, không còn mỏi mệt, bài hoài như trước đây. Sau 3 tháng dùng liên tục mỗi ngày, bác càng thấy vui hơn khi kiểm tra đường huyết đã ổn định khoảng 7 mmol trên lít. Từ đó đến nay đã được hơn 1 năm, gần 2 năm, đường huyết của bác vẫn luôn ổn định ở mức 6,5 mmol trên lít mà không phải dùng thêm bất cứ thuốc tiểu đường nào khác. Giờ đây, không chỉ khỏe mạnh mà bác Mai còn rất vui vẻ và lạc quan. Bác cũng nói rằng, tôi biết còn rất nhiều người ngoài kia chưa biết mình bị tiểu đường và cũng có rất nhiều người biết mình bị tiểu đường nhưng chưa tìm được giải pháp nào an toàn và hiệu quả cho chính bản thân. Rất mong những chia sẻ của tôi ngày hôm nay sẽ giúp ích cho nhiều người có thể tìm được giải pháp để phòng ngừa và hỗ trợ điều trị tiểu đường sớm và hiệu quả như Tâm Hồng Phúc đã mang lại cho tôi. Để cân bằng lượng tinh bột trong bữa ăn của người bệnh tiểu đường, lượng tinh bột được khuyến khích đó là 50% carbon hydrate, lượng tinh bột bằng 50-60% đối với người bình thường, 30% lipid và 20% đạm. Bệnh nhân nên chia nhỏ lượng tinh bột trong ngày đều đặn theo các bữa chính, bữa phụ và nên ghi chép lại vào bảng theo dõi ăn uống mỗi ngày. Nhưng lượng tinh bột cho người tiểu đường chính xác là bao nhiêu cùng tìm hiểu tại mục sau đây. Và vấn đề thứ tư, người bệnh tiểu đường cần bao nhiêu tinh bột? Nguyên tắc đối với bệnh nhân tiểu đường là nên hạn chế ăn quá nhiều tinh bột để có thể kiểm soát tốt được lượng đường huyết trong cơ thể. Nhưng lượng tinh bột giới hạn của mỗi người đều là khác nhau và còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như là chế độ tập luyện, cường độ nặng, nhẹ, có tập luyện thường xuyên hay không và mỗi phần cũng phụ thuộc vào đủ thuốc điều trị mà họ đang dùng. Và do đó, đối với những người hoạt động nhiều hơn thì có thể ăn khẩu phần tinh bột nhiều hơn. Những người khác có thể cần ăn ít hơn tinh bột để giữ được lượng đường trong máu trong mục tiêu điều trị. Vậy, người bệnh tiểu đường cần bao nhiêu tinh bột?
thông thường, khẩu phần tinh bột cho người bệnh tiểu đường trong khoảng 45-60g. Tuy nhiên thì tùy vào tình trạng từng bệnh nhân, bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng sẽ tư vấn cho người bệnh chính xác lượng tinh bột người tiểu đường nên ăn là bao nhiêu. Và khi biết được lượng tinh bột cần hấp thu đó thì bệnh nhân hãy lựa chọn thực phẩm và khẩu phần ăn hàng ngày cho phù hợp. Bệnh nhân nên kiểm tra lượng đường trong máu sau khi ăn để tìm hiểu xem khẩu phần ăn như thế nào là hợp lý. Tóm lại rằng, mục tiêu cuối cùng của điều trị bệnh tiểu đường vẫn là làm giảm nguy cơ xuất hiện những biến chứng của bệnh ít nhất là có thể. Vì vậy, việc tìm ra được lượng tinh bột cần thiết mỗi ngày là một cách kiểm soát được căn bệnh hợp lý nhất. Xin cảm ơn các bác đã dành ra thời gian để theo dõi hết video ngày hôm nay. Các bác yêu thích và ủng hộ chương trình bằng cách hãy ấn like và nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ những thông tin hữu ích nào mà chương trình lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.